Chiều ngày 1 tháng 7, Hội Cựu Giáo chức huyện Tuyên Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, mùng 3 tháng 7 năm 2004, mùng 3 tháng 7 năm 2024. Tham dự có đồng chí Phan Xuân Luật, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Quảng Bình. Ở huyện có đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa truyền thống ngày thành lập Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, trong đó khẳng định nghề dạy học là một trong những nghề cao quý nhất. Với truyền thống hiếu học, cần cù sáng tạo, lực lượng nhà giáo Việt Nam đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Trong dòng chảy phát triển của Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, ngày 18 tháng 8 năm 2006, Hội Cựu Giáo chức huyện Tuyên Hóa được thành lập. Ban đầu có 10 hội cơ sở với 330 hội viên. Đến nay, toàn huyện có 12 hội với 45 chi hội và 702 hội viên, chiếm 97,3% cựu giáo chức trong toàn huyện. Hội Cựu Giáo chức huyện đã làm tốt công tác quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, luôn đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp kinh nghiệm tham gia vào các hoạt động giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Bên cạnh các hoạt động của hội, hội viên còn tham gia tích cực vào các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân Hội Cựu Giáo chức huyện vinh dự được chính quyền, mặt trận, Hội Cựu Giáo chức các cấp khen thưởng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Xuân Luật, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Quảng Bình và đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu Giáo chức huyện Tuyên Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn hội tiếp tục chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, tích cực tham gia các hoạt động phong trào giáo dục để góp phần hỗ trợ xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tích cực phối hợp cùng các hội, các ban ngành liên quan để các hoạt động của hội đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.